biết thấy hả? Dạ. Bà ngoại có nói nha, nói được mà bà em đã luôn. Dạ. Bà ngoại đã 6 tháng rồi. Không. Dạ. Bà ngoại đã 6 tháng. Để thầy đi đưa nó về bà. Gắt ở đây này. Đi đâu nội? Đưa về ngoại đó, tại ngoại đó à, đưa về ngoại Hà Nội. Dạ. Ai? Để đưa ba đứa về ngoại cho nội ngoại. Cho ở ngoại luôn hả? Trời ơi. Nó tưởng ở đây thì luôn. Dạ. Bà nội nó giận á, nó giận à, bà nội nó giận hả? Sao? Bà nội nói thiệt hả? Dạ, à, thấy không? Ông coi trên clip của chậu hay lắm anh. Dạ, mấy chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với video tiếp theo của em nha. Tối hôm nay thì em chia sẻ những hình ảnh về bánh xèo. Bất ngờ nghe bà nội nói là chuẩn bị cho về bà ngoại ở luôn. Trời ơi. Dễ gì? Dễ gì hả con gái hả? À, đúng chưa? Giờ ở ai? Ở với nội hay là ở với ngoại? Địa chỉ chúng ta đó là 21 Đông Bắc, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 như cô chú anh chị và các bạn. Cô bán thì từ lúc là 13 giờ đến cho 22 giờ hàng ngày. Giá bánh xèo là 30k một cái. Đặc biệt là cô có bán online nữa. Số điện thoại là 0986 804 347 nha. Dạ. Đó. Hôm nay mình con gái con gái chọc bà nội đúng không? Không có giờ lên tiếp là ông bà đầu bánh mỹ mà tá ăn luôn. À. Chào mà. Cho ông bà luôn để cho. À, cho ông bà luôn đó. Ông bà nào có ông bà nào bên Mỹ đâu. Thật lòng. Dạ. Bà nội nói mà con gái không không cười nổi luôn kìa. Đổi sắc liền. Bà nội nói là bà nội không được sống đời với con được. Đúng rồi. Buổi tối nhộn nhịp. Các cô chú ông bà đến ủng hộ đó. Đông. Không, buổi tối nào cũng đỡ. Ủa dễ hả nội? Nhà mấy tỷ từ từ đến mua trong lớp 18 tuổi nội. Dạ. Là thằng kia hả con? Dữ dằn. Dữ dạ. Anh nó điềm tĩnh mà. Điềm tĩnh. Con gái đổ bánh xèo là nhất rồi. Con gái đổ bánh xèo rất là khéo luôn nha, khéo tay lắm. Dạ. Đang bỏ chặt. Các ông bà cô chú đang đứng chờ các con này, chờ con làm cũng như là bà nội làm nè. Bà thương phải dễ dầu gì mà bỏ đi. Sao bỏ được cái con hả? Đúng không? Bao nhiêu năm rồi. Lâu lâu nội phải chọc con chứ đúng không? Lâu lâu con nên là bọn con phải ngoan. À, các ông bà cô chú đang đứng chờ kìa. Đọc. Cô chú anh chị và các bạn đến không được cứ gọi điện cho cô Nhị nha. 0986 804 347. Dạ. Rồi hết giờ này em có buổi sáng luôn, cô với chú là có bán buổi sáng luôn, nhưng mà buổi sáng thì cô chú anh chị và các bạn phải gọi điện trước. Dạ, gọi điện trước để cho cô mới biết cô làm á. Thường là cô bán buổi chiều à. Dạ. Thường là buổi chiều. Bánh xèo chúng ta là 30k nha cô chú, tiền ship á là cô chú anh chị và các bạn chịu nha. Dạ. Cái gì gọi trực tiếp cho hôm qua hấp. À, gọi trực tiếp thôi. App thì nói chung là app nó ăn hết nữa rồi. Dạ. Đó. Các bạn chú đang đứng chờ quá trời.
năm chảo nha, năm chảo mà vẫn không kịp đấy. bây giờ là thánh rác rác gì con, bây giờ rác đậu xanh đúng không, rác giá rồi, bây giờ mình phải rác đậu xanh. Không, tụi nhỏ giờ tuổi này nhạy cảm lắm. Biết chưa có giữa hay không. Nó thương ai ở nhà nó không ở đâu. Dễ gì, dễ gì. Ủa bé em kia ra dạ, giữ ai à, giữ hai đứa nhỏ hả. Dạ, tới năm bạn lận, tới năm bạn lận rồi, tức là à, anh ấy thì ra phụ nội nè, làm với nội, còn Gia Kiệt bữa Tâm Anh ấy thì giữ em nha, bởi vì cô dì út á, dì đang làm kia. Mua em vậy? Vô ăn hả? Vô ăn là quẹo vô trong anh, chạy vô trong xíu. Dạ. Không biết còn bàn hả? Về kêu cả lớp luôn nha. Cả lớp luôn á. Chị muốn mang gì hả chị? Mấy cái chị? Chục cái. 10 cái hả? À, chị cách mua 10 cái. Lấy rau 10. Bắt đầu tới 10 cái nha. À, thấy không? Tới cái tay con chán rất là khéo tay luôn. Chị ở gần đây không chị? Gần đây hả? Cứ thường ăn bánh xèo của các con. Dạ. Đó, chị mua 10 cái. Dạ, à, đổ củi lên hả? Đó con. Lượm mấy cây bỏ bên đây nữa anh nè. Ủa nhớ ông ấy làm gì mà nó lúc đầu thấy nó bị trái đà riết rồi tụi nó bao nhiêu cái cô? 100 bánh hả? Chai. 100 bánh chai. Bữa sau. À bữa sau. Trời ơi. 100 cái bánh nha cô chú, 100 cái bánh chai. Dạ. Mừng cho cô. Mừng cho cô với mấy cháu. YouTuber Long Võ. Mừng cho các con nha. Dạ. Nội bán được nhiều bánh xèo thì các con làm cũng như là có cuộc sống đỡ vất vả hơn. Dạ. Quý ông bà cô chú đến thương các con thì ghé ủng hộ các con. Dạ. Bởi vì do cái cuộc sống thôi, mưu sinh. Bây giờ mà ông bà nội mà nuôi hết năm đứa cháu mà cho ăn học hết á thì nhiều lúc ông bà nội làm không nổi. Chung như nếu mà đắc kế làm không nổi. Đơn hàng khủng. 100 cái ngày mai. Trong cái bánh xèo chay nha. Dạ. Cô chú anh chị và các bạn muốn làm bánh xèo chay từ thiện hay là sao đó thì mình cũng có thể là gọi điện đặt hàng nha cô chú. Dạ. Dạ là cô sẽ nhận nha. Dạ. Ủa vậy là đơn hàng đó là mai lấy hả cô? Mai nghỉ mà. À quay mai nghỉ.
Địa chỉ chúng ta, số điện thoại của chúng ta đó là 098 6804 347. Dạ. Vô luôn. Hả? Quý ông bà cô chú đồng. Cô chú anh chị và các bạn xem video thứ hai á, nhớ like, chia sẻ và đăng ký ủng hộ giúp em nha. Like cho em xin một like nha cô chú anh chị. Cho em một chia sẻ nha, cho em một đăng ký nha. Dạ. Ai chưa đăng ký thì đăng ký ủng hộ giúp em để có làm các video mới nhất, xem các video mới nhất. Dạ. Rau chơi. Dạ. Bánh thì chờ sau. Mười bánh. Đó, Trâm Anh ra kìa. Trâm Anh xem chào con nha. Ờ. Địa chỉ chúng ta đó là 21 Tân Bắc, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 nha cô chú. Gần chỗ WCSC, đó là công viên phần mềm Quang Trung. Em quay clip em vẫn nhắc hoài là ngay chỗ công viên phần mềm Quang Trung nha. À, bởi vì ở đó công viên phần mềm Quang Trung, cô chú anh chị và các bạn đánh lên thì biết liền. À, một trong những công viên phần mềm công nghệ mà rất là nổi tiếng của Sài Gòn cũng như là của Việt Nam mình đấy. Dạ, tập hợp rất nhiều các công ty công nghệ. Thấy mình đội làm không? Đội ngay cái đặc biệt con dao rồi chạy. Nay chọc nội hay sao để nội nói cho mấy, thấy từ nãy con gái thấy buồn. Ờ, thấy chưa? Chọc nội. Thương mà nội lắm á. Dạ. Nhà ai đứng đâu nó muốn đi á. Mà nội làm xong thì chết rồi. Nhiều lúc trẻ con mà mình la nó hoài, mình la dễ thôi nhưng mà la xong rồi tới là cũng thương à. Dạ. Phải có. Dạ, phải có người chị chứ. Dạ. Nếu mà đứa nào cũng ngoan, đứa nào cũng ngoan. Nó sợ. Dạ. À, cái ghế cho chị ngồi xin. 10 cái, còn 6 cái nữa là đòn là tới chị đó. 6 cái nữa là chị được về. Thông cảm nha chị. Dạ. Năm rồi hả chị? Năm rồi. Coi dạ. Có gì có mấy shipper ông trước. Trời ơi. Lại đi ngang qua. Shipper đứng chờ. Đó, shipper đứng chờ. Các quý ông bà cô chú cứ ghé thưởng thức. Làm không kịp luôn cô chú anh chị. Bánh xèo miền Tây. Bánh xèo miền Tây rau rừng Cô Liên. Thương hiệu là Cô Liên. Tên khác là bánh xèo nhí. Bánh xèo nhí đúng rồi. Tên khác là bánh xèo nhí. Tên trên mạng là bánh xèo nhí. Thịt chua tam con. À, cháu nội. Để cháu Út á. Cháu Út á. Nội giữ cháu Út. Ở đây tính cách là biết người quen. Mệt quá hả anh? Buồn, từ nãy nó buồn. Chọc bà nội nói rồi, buồn. Cái gì nữa?
Ai nghe nội? Trời ơi. Các ông bà cô chú thương thương các con, ghé ủng hộ cho các con nha. Dạ. 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 Thấy được cái thì để cho bà con cô chú anh chị tới ủng hộ nhiều để cho có điều kiện mình lo cho các con tốt hơn. Rồi, cô chị gần đủ rồi. Quý ông bà cô chú là cứ đi ô tô nha, đi ô tô theo đoàn cũng được, bởi vì có chỗ để gửi xe là kế bên luôn, kế bên tiệm bánh xèo luôn có chỗ để xe nha. Dạ, sợ là nhiều lúc cô chú anh chị là ngại là kêu là nhiều lúc cả gia đình đi ăn á, đón Grab hay là đi có xe ô tô nhà đó đi á, thì sợ là không có chỗ để xe, nhưng mà thực tế là xe máy là có để trong nhà, cũng như là ô tô thì kế bên là có cái bãi gửi xe ô tô, mình vô đó mình gửi 15-20 ngàn gì đó. Dạ. Dạ, đây là số điện thoại nè cô chú anh chị và các bạn, số điện thoại của cô Liên nè, cô Nhị nha. Dạ, số điện thoại đặt hàng. Nguyên bà cô chú đến ngồi thưởng thức rất là đông, ủng hộ các con. Mười cái chị khách. Đó, con gái giỏi không? Nói chung các con làm ấy thì chủ yếu là người lớn làm thôi, chứ thì các con phụ thì cũng chạy vòng vòng cũng như phụ giúp thôi, bởi vì chính là người lớn nha cô chú. Nhiều cô chú anh chị nói là kêu là cái này nọ, nhưng mà bây giờ cái cuộc sống của mỗi gia đình nó mỗi khác, với lại nữa là nội không lo thì các con vất vưởng như thế nào. Dạ. Mấy cái anh? Ăn tại chỗ hả? Ăn tại chỗ vô nhà luôn anh. Rồi đến xe ra. Xe ra cái là vô nhà luôn. Dạ. Có bàn đó, hai bàn. Có bàn, có bàn trống nữa nè. Con gái ơi, dọn bàn cho chú kìa con gái. Rồi vô trong luôn ha anh ơi. Gần đủ rồi, gần đủ rồi. Đó, ông nội phải ra tay. Ông nội ra tay nha. Ba cái nữa là ăn tại chỗ luôn hả anh? À, ba cái nữa. Hai anh chị là ăn bốn cái. Dạ. Dạ, vô nhà luôn anh chị ơi. Rồi, hôm qua là anh không được hả? Dạ, anh chị là ở đâu? Dạ, ở quận 12 gần quá trời mà. Bữa nay anh chị quay trở lại ăn nè. À, con
con trai vô trong đi, con trai vô trong đi, để dính dầu á. À, đây là con của bạn nè, con của bạn này là con dâu của cái gì á. Lấy ghế, lấy ghế hả? Quá đầu cái nào còn ghế ở đâu nữa không? Dạ, đúng, đúng giờ, dạ, để rồi. Xong đúng lên rồi mình. Rồi, cảm ơn.